Xin kính chào quý bạn và các vị. Sau video lần trước là chia sẻ về 10 mẹo vặt sử dụng chiếc LG G3 thì lần này mình sẽ giới thiệu mọi người về 10 cái mẹo vặt mà mình sử dụng trên cái chiếc Oppo Find 7 màn hình 2K này. Điều đầu tiên nói với Oppo mà mình rất thích đó là họ có tích hợp cái tính năng không phải sử dụng với phím nguồn nữa, làm thay vì việc nháy đúp lên cái phím home chính là lập tức là máy sự khóa luôn, và mỗi mở máy các bạn sẽ làm thao tác tương tự như vậy, hoặc là các bạn có thể nháy đúp trên màn hình home screen là chúng ta có thể đánh thức máy lại luôn. Cái tính năng thứ hai mà mình yêu thích trên chiếc Oppo Find 7 này là chúng ta cũng không phải sử dụng cái phím tăng giảm âm lượng. Các bạn muốn tăng âm như thế thì việc đặt hai ngón tay lên, kéo lên lập tức âm lượng sẽ tăng lên và ngược lại kéo xuống nó sẽ giảm đi. Với Oppo Find 7 thì người dùng chẳng bao giờ phải quan tâm mẹ xem là cái phím nguồn hay là phím tăng giảm âm lượng ở đâu, cầm tay trái tay phải đều thể thao tác rất là tốt và tuyệt vời. Cái mẹo vặt thứ ba đó là về cái khu vực ra lệnh nhanh. Oppo Find 7 và các thiết bị của Oppo đều có thể làm được trò này. Chúng ta sẽ có một cái khu vực gọi là bàn cảm ứng. Chúng ta chỉ cần vẽ bất kỳ một hình nào, ví dụ mình vẽ hình tròn là mình đã thiết lập cho nó là camera. Và bây giờ thì ví dụ các bạn hay sử dụng Facebook thì các bạn có thể vào cài đặt và chúng ta mới, và chúng ta lựa chọn bất kỳ một ứng dụng nào, hay là bật camera, bật video, phát nhạc, chúng ta đều có thể làm được hết. Ví dụ mình lựa chọn đây là âm nhạc và mình vẽ hình cái này thì chúng ta có thể coi như đó là cái lệnh nhanh. Thì bây giờ mình chỉ cần kéo xuống, sau đó mình vẽ cái hình này ra thì ta có thể truy cập nhanh vào cái ứng dụng này. Tuy nhiên là do cái hình này mình vẽ hơi lằng nhằng nên nó không được chính xác cho lắm. Cái mẹo thứ tư mà mình muốn giới thiệu đối với mọi người đó là trong chiếc Oppo Find 7 này có tích hợp sẵn cho ta là cái ứng dụng mã hóa. Đây là một cái ứng dụng cho phép chúng ta thiết lập quyền riêng tư không cho người lạ truy cập vào các ứng dụng trong máy. Ở đây mình đã thiết lập một mật khẩu rồi. Và bây giờ ví dụ mình vào ứng dụng Facebook thì chúng ta bắt buộc phải có mật khẩu của mình, và chúng ta muốn vào Instagram hay một số ứng dụng khác thì đều đã mình khóa lại để đảm bảo cá nhân riêng tư tốt nhất, nó phục vụ cho các bạn trong trường hợp chúng ta có bị mất máy chẳng hạn thì người ta không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân. Cái này thì các nhà sản xuất thường không trang bị sẵn mà là người ta phải cài đặt vào, thì Oppo họ có sẵn cho chúng ta luôn. Còn cái điều thứ năm là nếu các bạn không thích chế độ mã hóa ứng dụng thì chúng ta có thể sử dụng chế độ khách. Đây là một cái chế độ để người dùng có thể tạo ra hai mật khẩu khác nhau, là một chế độ admin và một chế độ dành cho người dùng mà các bạn hay cho mượn máy chẳng hạn, như bạn bè hay gấu hay là bố mẹ ở nhà muốn mượn máy các bạn, thì chúng ta sẽ có thể ẩn đi các cái liên hệ danh bạ riêng, như là cho bạn không muốn để lộ danh bạ của gấu vào tay bạn bè, hay là hình ảnh riêng tư cá nhân trong máy, video riêng tư và ẩn ứng dụng. Ví dụ như là trẻ trâu nhà bạn hay mượn máy để xem video nhưng các bạn không muốn nó xem thêm một số cái video ấn tượng khác, người ta sẽ ẩn nó đi. Và đương nhiên là chúng ta có thể ẩn đi một số trò chơi để tránh trường hợp nó sẽ nghịch của các bạn. Cái thứ sáu mà mình muốn chia sẻ đây là cái tính năng backup dữ liệu của Oppo họ trang bị sẵn. Tất cả các máy Oppo thì đều có cái này, miễn là chạy ColorOS. Định mệnh nó nằm đâu nhỉ? À đây. À không phải. Đây là tính năng sao lưu có sẵn trong máy. Một trong những cái vấn đề khi chúng ta làm như là máy chạy lâu bị chậm mấy lag, chúng ta thường reset lại, nhưng mà việc cài đặt lại ứng dụng rất là lâu. Thường chúng ta phải rút máy, xài Titanium backup để sao lưu được cả dữ liệu. Tức nghĩa là trong quá trình save game hay là ứng dụng chẳng hạn. Thì với cái này chúng ta có thể sao lưu được luôn cả dữ liệu của trò chơi với ứng dụng. Ví dụ như là các bạn đang chơi save game nó nằm ở đâu thì nó có thể sao lưu lại cho các bạn luôn. Khi chúng ta restore lại để có thể chơi tiếp mà không sợ là phải chơi lại từ đầu. Nó sẽ sao lưu lại cả tài khoản, dữ liệu người dùng, cuộc gọi, tin nhắn, vân vân. Ở đây Oppo rất cẩn thận khi mà chúng ta có thể thiết lập lịch trình sao lưu, như là một ngày bạn sẽ sao lưu hay là một tháng sẽ sao lưu một lần, để tránh trong trường hợp chẳng may máy có vấn đề gì thì vẫn có thể cứu được dữ liệu. Trong phần người đặt này thì nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta có thể sao lưu được cả tập tin media và ảnh, như là ảnh và nhạc thì thường nó sẽ không sao lưu, nhưng trong trường hợp chẳng may có lỡ reset thì với ứng dụng này cũng cho phép sao lưu những cái này, rất là tiện lợi. Cái mẹo thứ bảy trên chiếc Oppo đó là cái hiệu ứng sóng âm, hay còn gọi là công nghệ âm thanh Max Audio. Ở đây thì người dùng có 4 profile khác nhau, bao gồm âm nhạc, phim, trò chơi và tùy chỉnh. Lần này nếu các bạn ví dụ như các bạn đang nghe nhạc thì các bạn có thể thiết lập, ở đây chúng ta có thể tăng chỉnh mức bass, chat hay là tăng volume. Ví dụ như bạn tải một bài hát về khá là bé, các bạn sử dụng cái tính năng này tăng cái max volume nó lên, âm lượng nghe rất rõ ràng mà không bị rè, cực tốt. Đặc biệt với ai là dân chơi âm thanh thì sẽ thích cái công nghệ âm thanh Max Audio này của cái chiếc Oppo. Và khi xem phim, một số loại phim mà các bạn cũng có lưu trữ mà giấu gấu ngay ban đầu, chúng ta có thể xem bằng cái này thì âm thanh trên cả sống động, bị tai vào thì thôi quên luôn cả cuộc đời xung quanh. Cái tính năng thứ mấy rồi? Cái thứ 8 là trong phần camera của Oppo họ có trang bị một số cái mẹo vặt hay cho người dùng. Chúng ta có khả năng chụp ảnh động là ảnh GIF. Cái này thì mỗi khi bấm thì Oppo sẽ chụp liên tiếp 20 tấm để tạo ra một cái chuỗi ảnh động rất là ấn tượng để chúng ta có thể chia sẻ với bạn bè. Hay là chúng ta có thể chụp ảnh tiếng là chụp ảnh kèm với âm thanh, thu âm nó lại để gửi ra với những chiếc máy Oppo khác của hỗ trợ tính năng này. Nó giống như kiểu là Shot and Sound của Samsung trước đây đã có rồi. Cái thứ 9 đối với chiếc Oppo này của chúng ta đó là cái giao diện màn hình home screen. Với giao diện màn hình home screen trên chiếc Oppo Find 7 thì chúng ta có thể sử dụng để thay đổi thời tiết thực. Ở đây mọi người có thể thêm vào như là hiệu ứng bồ công anh, trời mưa hay là tuyết, lốc, sấm sét, núi lửa phun trào, động đất, vân vân.
Thì đây là những cái hiệu ứng thời tiết chúng ta có thể thêm vào trên thực tế, và nó có thể tương tác được luôn với mình. Ví dụ như là đến buổi tối thì nó có thể xuất hiện những ngôi sao trên bầu trời, nhìn rất là đẹp. Và như vậy mình đã chia sẻ với mọi người từ 6 cho đến 9 cái mẹo vặt dành cho chiếc Oppo Find 7 màn hình 2K này. Sắp tới các bạn muốn làm một cái video tương tự đối với Galaxy S5 hay HTC One M8 hay là Z2, hãy comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.